Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một bài đọc liên quan tới những cái bậc phụ huynh mà có em bé nhỏ mới sanh dưới 6 tháng. Trước khi mình vào bài, mình sẽ lướt qua những cái từ mới. Chữ snore là bị ngáy, là ngáy. Blissful, hạnh phúc. Slumber là giấc ngủ. Riddle, câu hỏi, câu đố hoặc là những cái gì đó mà khó hiểu. Hiccup là nấc cục. Brief là ngắn. Disruption là cái sự gián đoạn. Responsible là chịu trách nhiệm. Social interaction là cái việc giao tiếp xã hội. Mình bắt đầu với một câu hỏi. Do snoring thoughts become trouble children? Những cái em bé mà ngáy có trở thành những đứa nhỏ mà bị trouble không? Thế cái chữ thoughts này nó được ngắn gọn lại từ cái chữ toddlers. Rồi, mình đọc. For tired parents, there's no moment more blissful than when their baby finally nods off to sleep, except when that slumber is riddled with snoring and hiccups breathing. Rồi, đối với những cái bậc phụ huynh mà mệt mỏi á, thì không có cái giây phút nào mà hạnh phúc hơn khi mà em bé của họ cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, trừ khi cái giấc ngủ đó là bị khó hiểu với những cái lần ngáy và cái đoạn thở nấc. Hóa ra có một cái good reason, một cái lý do thích đáng để mà mình chú ý tới những cái em bé mà ngáy này. Thở bằng miệng hay là thở bằng hay là có cái triệu chứng ngưng thở. Khi mà cái việc bị ngưng thở này nó xảy ra theo từng cái đợt, cái cơn một thoáng chốc ở cái độ tuổi là dưới 6 tháng tuổi nha, dưới 6 tháng tuổi. Thì những cái em bé này á, nó rất là dễ bị những cái vấn đề về những cái cách, những cái hành vi cư xử như là cái chứng ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, thiếu tập trung và sao và quá hiếu động ở cái độ tuổi 7. Cái điều này á, nó lại đặc biệt hơn khi mà cái vấn đề này nó cứ xảy ra. Tại sao vậy? Đây là cái giải thích theo khoa học này. Cái loại giấc ngủ này á, nó ngủ ngáy đó, nó có thể ngắt cái lượng oxy lưu thông tới bộ não trong những cái năm đầu phát triển, dẫn tới cái sự gián đoạn của những cái màng lưới thần kinh mà chịu trách nhiệm cho cái việc là tạo ra những hành vi cử chỉ mà phức tạp á, như là cái việc giao tiếp về xã hội. Đây là nói theo như cái lời bác sĩ thiếu nhi Alice Park của cái hội Alzheimer này. Giờ mình nhìn tới cái anatomy của cái việc ngưng thở này nó như thế nào. Như các bạn biết á, mình nhìn bên trái này thì khi mình thở bình thường á, đi ngủ ha, thì thường mình hít vào bằng lỗ mũi, nhưng mà miệng chúng ta cũng thở một ít ha, nó thông, ở đây nó thông đó, không có cái gì chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà ở đây này các bạn để ý thấy có cái cục nhỏ nhỏ đấy không, cái vòm miệng á đó, cái vòm miệng đây nó bị xề xuống, nó che cái đường không khí này vào. Thì các bạn nghĩ giống như là cái chai xì dầu đây,
mình có hai lỗ ha, thì xì dầu nó chảy ra nó nhiều hơn. Mà khi mà xì dầu mà cái lỗ kia bị bít lại đó, thì nó bị ngắt, xì dầu nó không ra được bao nhiêu hết. Thì cái này cũng như vậy, cái này nó bị xè xuống, cái vòm miệng ở đây nó bị xè xuống. Nên chi á, các bạn thấy những cái người mà ngáy đó thì cái chuyện này xảy ra, cái vòm miệng của họ này nó bị xè xuống, không khí không vào được. Nên chi nó từng không khí vào thì nó bọc 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 cái này, nó phát ra cái tiếng cũng rất khó chịu. Thì đó là cái bài kết thúc của mình ngày hôm nay. Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi.